Cây vải 30 năm tuổi đời đấy. Năm nào cũng ra quả rất nhiều. Bên này đẹp nhỉ. Được rồi, ok. Chỗ này vướng nhỉ. Cây cao 5 mét. Bác xem dân một ngạn là thu hoạch vải thế nào. Này năm sau rồi thắm cái thang về đâu để đấy. Không thế này chỉ là bị sơ suất một cái là chúng ta là nằm dưới gốc này đấy. Rất là nguy hiểm đấy, như giải đâu. Ôi, cái chỗ này là mình cắt thế này luôn. Đạt không thấy nói gì à? Ít chứ nhỉ? Chèo vải à? Thu hoạch phải không? Cái vải này ông thằng năm 93 94 hay là 92 94 năm 1994 cái thời kỳ ấy quê mình rất là nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Sạch hơn. Quá sai. Cây này hơi cao nhưng mà cực kỳ sai quả.
bác nào muốn trực tiếp ăn những quả vải, thu hoạch thử những quả vải một lần để xem này như thế nào. Bảo sao là những quả vải lục ngạn nó không, nó sao nó lại ngon và ngọt thế nhỉ? Nhìn những cây vải đấy cả đấy, hái những quả vải trên cao này là biết. Cây vải mấy chục năm khác như bây giờ thường. Cắt cây này nữa không? Đẹp không? Màu đẹp không? Ừ. Tuyệt vời nhỉ. Cành này này. Hái vải như là hái câu. Ba mươi năm. Mười hai mươi mấy năm kinh nghiệm thu hoạch vải. Keo xèo thu vặt hái quả vải. Cây này cao quá không? Bốn mét rồi. Cao quá nhỉ. Hơn bốn mét rồi, chặt bớt cái ngọn đây thôi. Quá cao. Thu hoạch được quả vải này làm sao cây càng già càng cao nhá, quả càng thơm càng ngọt nhá, màu càng đẹp. Cây vải cổ thụ này hạ đi đâu ạ? Đứng bên đây quả vải nó không hình đấy.